tổng quan hình chung là cái bộ vàng này khá là đơn giản, chỉ cần một cái amply này thôi, một cái cặp loa và một bộ micro JBL. Thì điều thứ nhất là cái bộ này giá thành nó sẽ là mềm mại. Điều thứ hai, xin chào mọi người, hôm nay Vũ có một cái cặp loa này. Những cái mã sản phẩm này khá là lâu, nhưng mà cái video này thì Vũ sẽ dành cho những anh khách hàng đã có những câu hỏi đặt trên fanpage cũng như là trên YouTube, là Vũ sẽ review nhiều dòng loa hơn, tức là các phân khúc nó nhiều hơn. Thì các bạn thấy là Vũ có những phân khúc cao, đa phần là review những phân khúc cao hoặc là những dòng volume rất là nhiều. Thì cái video ngày hôm nay thì Vũ sẽ dành cho những khách hàng, anh chị mà đang lăn tăn hoặc là đang những tìm hiểu những cái bộ vàng với một phân khúc mà giá thành nó vừa phải, thì nó sẽ rơi đâu đó khoảng tầm 50 triệu quay đầu. Thì ở đây nó sẽ có một option khá là ok cho mọi người. Thì mọi người cứ dựa vào cái video này, dựa vào những sản phẩm này, thì nơi nào bán ở các tỉnh thành mình á, thì mình tìm đến những sản phẩm này, mọi người ghép vào mọi người xài. Còn cái video hôm nay thì Vũ sẽ chia sẻ về cái mức giá niêm yết của hãng thôi, để cho mọi người tham khảo về cái giá trị của sản phẩm này. Còn nếu mà các bạn mà muốn cái giá sản phẩm mà tốt hơn thì các bạn phải liên hệ gọi điện đến hotline của Thiên Vũ, các bạn sẽ được mức giá tốt hơn ha. Rồi ok, thì cái những cái bộ dạng mà với những cái phân khúc như này á, thì đa phần là rất là nhiều phân khúc cho mọi người, mà những khách hàng mà chúng ta chưa có những cái kinh nghiệm, chưa có biết về âm thanh và cũng như là chưa biết về cái cách nghe âm thanh nó như thế nào, thì mọi người sẽ rất là lăn tăn. Và vì trên thị trường những phân khúc đó rất là nhiều thương hiệu, thì ở đây là cái video mình sẽ dành cho mọi người, dành cho những khách hàng cần cái sự chu toàn, sự an toàn, thì chúng ta sẽ chọn những thương hiệu có tiếng trước. Rồi thì ở đây thì mình sẽ có là JBL. Thì JBL hiện tại là ở đây là JBL MK2. Thực ra những cái mã này, những cái video mà 2019 là Vũ cũng đã lắp rồi, 2019 hay 2020 gì đó. Nhưng mà cái dòng đời của âm thanh á, thì các bạn biết là nó rất là lâu, nó không có giống như là cái tivi mỗi năm ra mỗi mẫu. Nhưng mà dòng đời âm thanh thì nó chỉ một cái mẫu đó thể duy trì đến 5 năm, đến 6 năm, 7 năm, thì chuyện rất là bình thường đó. Rồi mình tiếp tục đây, mình sẽ có hai mã gợi ý cho mọi người. Thì mã này là mã JBL MK2. Rồi mình sẽ khui ra cho mọi người luôn, cho mọi người xem luôn. Và tại vì bữa mình có hai con trưng bày đây, mà lúc mà hết hàng á, Vũ cũng bán luôn rồi, nên mình sẽ bỏ mình mở cái thùng mới ra để mình mở lại. Thứ hai nữa là dòng JBL 512. Mọi người xem những cái video mà 2019 của Vũ á, Vũ có lắp á, con này mẫu mã đẹp đó. Rồi ok, mình sẽ mở cho mọi người cùng xem. Đây, mình khui đây, đây là hàng là do ba sao phân phối ha mọi người ha. Nôm na cái những cái dòng loa đây là thuộc dạng dòng loa nằm đó, thì dành rất là phù hợp và cho những khách hàng, anh chị, những các bạn mà với những căn hộ nhỏ gọn mà nhu cầu nó vừa phải, nó không gọi là quá đầu tư hay không cần quá nhiều á, mà ai cũng thể xài được, thì mọi người chọn những option thế này. Đây, để mình mở ra mình khui cho. Khui ra rồi mình cho các bạn coi từng cái một luôn. Đây. Đây. Mình á thì trong hai story này nha, mình sẽ nói quan điểm của mình, thì mình thích story này hơn. Còn lý do thì chút nữa mình sẽ nói cho bạn nghe sau. Rồi. Ok. Thôi mình MK ha. Rồi, MK. Mình cứ nói dòng MK, mình cứ dòng cái y á, ngày xưa cái y giờ nó ngừng sản xuất rồi mọi người. Rồi, ở đây. Ok. Đó các bạn ha. Thì những khách hàng á, mà mua những sản phẩm này á, thì với một cái cấu hình với thương hiệu JBL của Mỹ đó, thì những cái loa này với cái kích thước như thế này, thì ví dụ tùy theo cái công suất mà khách hàng cũng như là các bạn lựa chọn, thì với những cái công suất lớn thì đương nhiên là loa nó sẽ lớn hơn, giá thành nó sẽ lớn, giá thành nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Thì tùy theo cái diện tích mà nhu cầu người ta muốn nghe nhỏ thì giá thành nó cũng sẽ xuống theo dựa vào công suất. Còn với cái chất lượng cũng như là với cái series, cái mã loa này thì chất âm nó đều giống nhau cả nha ha. Thì các bạn lưu ý điều này. Với những giải pháp mà thường thường ghép với vang số cục đẩy thì Vũ sẽ dành cho những loa đứng nhiều hơn. Còn đối với những giải pháp này á, nhỏ gọn, phù hợp những căn hộ, thì Vũ sẽ ưu tiên vào những giọng mà all-in-one tích hợp đầy đủ cho nhất, để cho những các bạn có thể là kết hợp với nhau, âm thanh vừa hay nè, sản phẩm mua vừa xịn nè, đó, chất lượng mọi thứ đều ok cả. Đó. Và giá thành nó cũng mềm và an toàn, nó không có sợ gọi là chỗ nào giả, hàng giả hay hàng thiệt gì đó. Đây thì ở đây thì cái dòng này thì hiện tại do ba sao phân phối tại thị trường Việt Nam ha, thì có tem mác rồi đầy đủ ha mọi người ha. Rồi phía sau này thì nó sẽ như thế này,
tem JBL. Cái này là mắt Infinite 12, thương hiệu Mỹ nhưng mà gia công, nhà máy gia công tại Trung Quốc nha. Mà nó cũng là hàng chính hãng nha mọi người, chứ không phải là hàng fake hay này nọ nha. Đó. Rồi cái này thì sử dụng dây thường thôi. Chúng ta cắm vào hay bắp chuối, chúng ta gắn vào là dây bình thường thôi. Thật ra mọi người cũng đừng xài bắp chuối. Cho dây trực tiếp vào cho nó dễ, cho tín hiệu nó tốt hơn. Không cần nhất thiết mình phải làm màu đi bắp chuối gì đâu. Nói chung nó trung gian qua nữa mà công. Đó. Ở đây nó sẽ có hai họng hơi. Với những cái series lo này thì khả năng của nó đánh cái giải âm bass, những cái âm sâu trong gia đình của mọi người sẽ rất là hay. Khác với những dòng lo full, những dòng lo đứng có hai quay thì những dòng lo nằm này có khả năng là đánh được ra âm bass rất là sâu, rất là mềm mại và công suất nhỏ. Nhưng mà mọi người đừng đánh lớn quá nha, tại vì một lo mà nó đáp ứng nhiều giải mà khi chúng ta hoạt động lớn quá mà chúng ta vượt cái ngưỡng của nó thì nó sẽ bị méo tiếng đi. Đó là một cái khuyết điểm. Loa này mà mọi người treo tay lên cũng rất là đẹp nha, không thua kém vì với những dòng lo đứng đâu. Chỉ quan trọng là cái người thợ thi công cho mình á, khi mà lắp đặt á, tại nhà mình á, chịu cực tí xíu, chúng ta treo ti lên cho nó sang cái nhà của khách hàng là cái lo này vẫn rất là đẹp mắt. Chứ bà đừng xài những cái giá treo tường, tại vì cái giá treo tường rất là phô. Nhà mình đẹp mà chúng ta đưa cái tường ra, thứ nhất là độ an toàn kém hơn nè, thứ hai là về cái mặt thẩm mỹ nó đều phô hơn nè, nó mất đi cái thẩm mỹ của gia đình mình. Rồi với cái lo này á là mọi người sẽ đánh với âm ly này. Đây là mẫu mới, mình lấy thử cho mọi người xem luôn. Đây. Rồi, bạn có thể quay cận cảnh mình cái này nha. Đây là chiếc âm ly tích hợp bao gồm cả vang số, cục đẩy trong đây. Đó, và khá là nhiều tiện ích. Mã là Bayon 3 và thương hiệu cũng là thương hiệu JBL luôn. Vũ làm cái bộ này cho mọi người đồng bộ. Đó, thương hiệu của JBL luôn nha. Thì mọi người có đúng cái option thì mọi người đi mua. Rồi ngoài ra cái này là chưa có mic pro nha mọi người ha. Thì mic pro mọi người có thể chọn lựa một cái option nữa cho nó đồng bộ luôn. Rất là nhiều khách hàng mình muốn đồng bộ thì mình chọn mic pro của JBL. Đó. JBL thì mọi người chọn 300 hoặc 200 thì tùy. Thì 300 thì nó sẽ có độ dày, còn 200 thì đối với Vũ thì nó hơi mỏng. Đó thì tùy theo cái giọng hát, cái gu sử dụng của mình sẽ chọn cái sản phẩm phù hợp với cái chất giọng của mình. Đấy. Đây là một bộ như thế này. Thì đâu đó chiếc âm ly này với giá hãng niêm yết đưa ra đâu đó khoảng vào 23 triệu. Còn dòng loa này nó rơi đâu đó khoảng tầm mười mấy triệu thôi. Thì nó sẽ cộng với cái micro này đó khoảng 7-8 triệu. Thì giá này là giá công khai của nhà hãng đó mọi người ha. Còn mọi người để có mức giá tốt hơn thì mọi người liên hệ đến Thiên Vũ, các bạn kinh doanh sẽ báo giá cho mọi người tốt hơn. Đó, đây là một combo như thế này. Thì loa này thì các bạn không cần phải xài súp nữa, tại vì đối với những gia đình, những căn hộ là không có vị trí đặt súp á, nó vẫn đáp ứng được cái chất lượng âm bass sâu và mềm mại cho mọi người. Còn lo đứng á, sẽ hơi cứng hơn tí xíu. Đó là những lý do mà mình chọn option này cho mọi người gia đình. Và giá thành nó cũng chỉ đâu đó là dưới 50 triệu. Nếu mà 50 triệu thì dưới 50 triệu nha. Thì với cái cấu hình này thì theo giá hãng là đã chưa tới 50 triệu rồi. Thì như vậy thì nó sẽ đâu đó, nếu mà được các bạn được ưu đãi nè, được cái dịch vụ lắp đặt nè, đồ này nọ nữa thì nó đó khoảng 40, với những cái con mà size to nhất thế này. Còn những cái size mà nhỏ hơn thì nó sẽ giảm được vài triệu và cứ xuống dần đi. Đó. Ok, mọi người có hình dung được chưa? Rồi, thì trước khi mà mình kết thúc video, mình sẽ cho mọi người coi cái loa kia nữa. Nhưng mà mình sẽ cho mọi người thêm cái này nữa là mình sẽ review lại cho mọi người cái âm ly luôn. Vì với cái bộ dàn này thì cái âm ly mà Bayon 3 này đó, cho Vũ ngậu nha, mỗi giò quá mọi người. Rồi với cái âm ly mà Bayon 3 này á thì các bạn được là nó sẽ tích hợp và cái con phần mềm này khá là tương đồng với lại cái X1880 mà bạn Huy đã làm cái video review khá là đầy đủ cho mọi người rồi. Nó tích hợp luôn cả Bluetooth nè, có luôn cả kết hợp luôn cả USB nè. Đó, đầy đủ hết và chỉnh là qua phần mềm máy tính luôn, khá là đầy đủ. Đó, và nhìn thiết kế các bạn thấy không, nó rất là gọn. Nhìn thiết kế mặt trước là sang, tức là nó không có phải nhiều chồng giống như những cái bộ dàn chuyên nghiệp kia, mà nó đã tích hợp sẵn hết trong đây rồi. Nó rất là tiện lợi. Thì nó khá ưu điểm của nó về cho những khách hàng mà dễ dùng, dễ xài, bật lên là xài thôi đó. Thì nó sẽ rất là tiện, nhìn nó cũng rất là đẹp và bắt mắt. Đó. Rồi ở đây mình cho mọi người xem sâu về cái ngõ kết nối. Rồi ngõ kết nối thì nó sẽ có hỗ trợ chúng ta là 3 đường ha. Đầu tiên thì sẽ là 2 đường input nè, 1 và 2 VOD và BGM ha.
Rồi đường thứ hai là cái ngõ input của optical. Thường thường á là gia đình á là khách hàng mà mua những cấu hình này nè, vụ bán đa phần là khách hàng không sử dụng đầu karaoke mà sẽ là sử dụng luôn là cái đầu cái optical từ cái tivi thông minh á, để chúng ta hát trên YouTube á, cắm trực tiếp vào đây luôn. Đó, như vậy chúng ta có thể điều khiển bằng giọng nói là chúng ta có thể hát được. Ngoài ra một cái hay của cái đầu này nữa, rất là thông minh ở cái điểm là nó tích hợp cho mọi người luôn cả hai ngõ HDMI input, bao gồm hình ảnh và tín hiệu âm thanh. Thì chúng ta có những cái, ví dụ như chúng ta có những cái hộp setup box, ví dụ như là đầu ca cộng hay là đầu Android TV box hay là máy PlayStation gì đó, mà chúng ta muốn trải nghiệm mà đi lên TV, thay vì ta phải cắm vào TV, chúng ta phải cắm trực tiếp vào đây và nó sẽ trung gian qua ngõ tổng này, và mọi người có thể trải nghiệm âm thanh cho những thiết bị ngoại vi đó bằng cái ngõ này luôn. Đó, rất là tiện, không cần phải dây rắc rườm ra. Thì ở đây là một cái công cụ rất là tiện cho mọi người nha, nhất là những khách hàng gia đình, những căn hộ nè có những cái thiết bị mà ngoại vi rất là nhiều. Thì đó, mọi người thấy thì tổng quan hình chung là cái bộ dàn này khá là đơn giản, chỉ cần một cái amply này thôi, một cái cặp loa và một bộ micro JBL. Thì điều thứ nhất là cái bộ này giá thành nó sẽ là mềm mại. Điều thứ hai là thương hiệu sản phẩm này khá là chất lượng, cũng khá là nổi tiếng của JBL, dù là phân khúc nó tầm nó thấp thôi, nhưng mà và cái thứ ba nữa là cái sự an toàn cho các bạn, mà những khách hàng mà chúng ta chưa có những cái kinh nghiệm nghe về âm thanh, đánh giá chất lượng âm thanh, thì chúng ta có những sự lựa chọn an toàn, thì chúng ta có thể chọn những thương hiệu như thế này để mọi người có thể được an toàn mua. Thì nói chung là cứ giống như cái video của Vũ, các bạn có thể đến bất kỳ cái audio nào các bạn mua, miễn là có những cái tem như thế này thôi, các bạn xác nhận là hàng chính hãng và giá tốt thì mọi người cứ mua thôi. Những hàng này khá là phổ thông và được bán trên thị trường toàn quốc, ở trên thị trường Việt Nam này cũng rất là nhiều. Còn nếu khách hàng thích Vũ, muốn ủng hộ Thiên Vũ thì đến mọi người thì gọi đến hotline, thì bên Thiên Vũ sẽ hỗ trợ cho mọi người về cái hậu bán hàng cũng như cái cách lắp đặt, mọi thứ nó sẽ được chỉnh chu và nó tinh tế hơn nhiều. Ok ha mọi người ha. Chắc chắn là khi mà Vũ làm cái video này thì sẽ rất là nhiều khách hàng hỏi liệu con này so với vang số thì nó sẽ như nào. Thì hiện tại mình sẽ tận dụng video để trả lời cho bạn luôn. Thì so với cái con này á, thì đối với Vũ á, thì con này chất lượng âm thanh khá là tốt, chức năng giống hoàn toàn với lại vang số, có reverb, có mọi thứ đầy đủ hết, có luôn cả delay luôn đó, đầy đủ tính năng hết nè. Nhưng đặc biệt con này các bạn chỉ có thể đánh được là một cặp loa và một subwoofer thôi đó nha mọi người, lưu ý nha. Mọi người mà đánh 4 loa thì nó sẽ không được, vì đó là khuyết điểm của con này. Vì nếu mà đánh 4 loa thì con này không có thể cân được delay đó. Thì thật ra chơi thì vẫn chơi được, nhưng mà vấn đề là để mà tối ưu cái hệ thống hóa cho nó chuẩn chuyên nghiệp á, thì con này không làm được đó. Nhưng mà còn để gia đình hát mà đầy đủ trải nghiệm reverb, không hát chuyên cũng được mà hát echo không cũng được, thì con này có những cái file reset cũng giống y chang vang số thôi, nó cũng có một dãy EQ đó, đầy đủ hết. Vì nó là do thương hiệu của JBL làm ra mà mọi người ha, nên nó cũng khá là giống. Nếu mà mọi người mua có để ý á, thì con này cái phần mềm nó y chang cái con KX180 luôn, không khác gì cả. Đó, thì đó là mà Vũ vừa nêu ra cho mọi người ha. Còn vang số thì nó sẽ linh hoạt hơn nhiều cái và nhiều chức năng hơn, nhưng mà bù vào đó mọi người phải tối ưu hệ thống rồi loa khác là bự hơn. Còn những khách hàng mà ở đây một cấu hình với giá thành này, với chất lượng và thương hiệu, mọi thứ đều tốt đẹp cả, và giá thành nó mềm nữa, và cái tính năng hầu như là nó cũng không có thiếu nhiều đó, thì mọi người có thể chọn option này để làm cái bộ gia đình cho mình. Rồi ok, mình sẽ mở thêm một cái con loa nữa, mọi người có thể ghép chung giống y cấu hình này so với loa này. Nhưng mà để ghép như vậy á, thì mình sẽ có một cái hình dung này. Con này thì nó sẽ màu như này, nhìn sang, nhìn cái tông đen. Nhưng mà về chất âm con này thì tiếng shape rất là hay, mình đánh giá nha, tiếng shape con này rất là hay nha. Rồi còn một con mà các bạn muốn biết nữa là sẽ có một con tiếng shape nó không hay bằng này, nhưng cái bass nó rất là tốt, khá là dày. Thì con này giới thiệu các bạn xem. Mọi người lưu ý ha, hồi nãy mình mở ra cho các bạn coi là cái mã này nha. Đó, MK12 nha. Thì nó sẽ có MK8 nữa. Đó, công suất của con này á, công suất của con này á, đây 250W RMS mọi người ha, chuẩn 8 ohm. À, khá là sâu nha, quýnh được xuống 60Hz thì khá là sâu nha mọi người ha. Đây những loa nằm. Gỗ nó thì cũng gỗ MDF thôi mọi người ha. Mở cho các bạn. Nhưng mà con này thiết kế lại đẹp hơn nha mọi người ha. Nói chung là về vấn đề đẹp thì nói chung là do cái gu thẩm mỹ của các bạn mọi người khác nhau thôi. Chúng ta ưng cái nào chúng ta nghe thử. Thì sản phẩm thì ở tại Thiên Vũ có sẵn đó, mọi người cứ đến nghe. Đây. Đó, hàng mới full thùng. Hàng 3 sao đầy đủ các bạn ha. Tem mát đầy đủ.
Rồi đó, con này các bạn thấy không? Tất cả là đều loa ba tấc nha. Nó có những size nhỏ, con này cũng vậy, con này cũng có size nhỏ luôn, con này chỉ có size 2.5 thôi, 510. Ui trời ơi. Chà. Dạ. Ốm quá, ốm yếu quá. Để chờ mình xuống. Khá là kỹ con này. Rồi. Đấy. Để mình mở ra luôn. Đây. Mở luôn đi. Đây, mọi người thấy không? Đây. Tem đầy đủ của 3 sao ha, cũng có phiếu bảo hành đầy đủ cho mọi người. Yên tâm. Nhưng mà con này á thì nó khác tí xíu. Con này thì cái lỗ hơi nó lại là lỗ hơi nằm bên hông mọi người ha. Đó, lỗ hơi nằm bên hông. Nó không phải là những cái lỗ hơi sâu. Đó. Vách treo, đó, y chang. Treo ti cũng đẹp luôn, đó. Và cái logo này đánh sáng đèn, tất cả logo đều đánh sáng đèn, khi mà có công suất vào cái logo này sẽ sáng. Đấy là 512. Cái thiết con này thì các bạn thấy nhìn nó hiện đại hơn. Đó, cho mọi người xem. Cây 512 nha mọi người ha, mọi người nhớ mã nha. Các bạn nhớ cái mã này để. Và cái loa này nó có định hình luôn nha mọi người. Lưu ý giúp Vũ. Riêng cái cặp loa này có trái có phải nha mọi người ha. Đây, loa này là có trái có phải nha. Mọi người lưu ý nha. Trái phải này chúng ta sẽ tính theo là mặt đối diện với mình nha mọi người. Đấy, trái phải rõ ràng nha. Đó, logo ở đây thì nó sẽ có một cái công tắc. Con này thiết kế rất là sang, được cái con này thiết kế đẹp. Đó, con này công tắc thì on off thì chúng ta có thể tắt đi. Đó, còn on lên thì công suất nó khi mà đánh vào cái logo phía trước á, nó sẽ sáng đèn lên. Rồi, mọi người nhìn sơ qua tổng quan lại cái mặt này giúp mình. Đấy, đẹp không rồi. Cái phần này phần nhựa, phần này lưới, còn này là phần nỉ. Đó. Rồi, trep nằm bên đây rồi ha. Đó. Thấy chưa? Đó, hai con này. Thì con này thì trep nó không nhuyễn bằng cái con MK12. Đối với mình là như vậy, nó không nhuyễn được nhuyễn bằng. Nhưng mà Ambass con này đánh tốt, đánh nói chung là đánh con này dày, con này tiếng dày hơn. Đó, thì tùy gu nghe thì mọi người thể nghe thôi. Còn giá hai con này thì cũng xem với nhau tiền thôi. Và nguyên một cấu hình nó cũng vậy. Thì mọi người nghe, mọi người thích cái mẫu nào lo nào mọi người sẽ chọn ha. Ok, thì chắc video này chắc Vũ sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Thì mong là cái bài review hôm nay là cũng đã trả lời nhiều thắc mắc của câu hỏi, cũng như là mở rộng thêm cái sản phẩm cho mọi người biết. Đó, để cho mọi người có thể chọn những phân khúc. Thì ngoài không phải là Vũ chỉ bán những dòng cao, mà thật ra Vũ có những dòng thấp, nhưng mà tại ít review thôi. Hôm nay Vũ sẽ review thêm những cái dòng này cho mọi người thấy. Đó. Ok, đây là một bộ dàn cấu hình chuẩn CBL. Thì đây, mình xin nói lại là đối với những khách hàng mà chưa am hiểu về âm thanh, chúng ta đang lăng tăng, chúng ta chưa biết sợ nơi bán đó như thế nào, thì chúng ta cứ dựa vào cái video này. Có tem, có hàng, đúng mã này, đúng mã này, mọi người thể mua với địa điểm nào gần nhất. Còn nếu mọi người thích Thiên Vũ thì ủng hộ cho Thiên Vũ, gọi điện đến hotline, các bạn sẽ tư vấn và mọi người sẽ được mức giá tốt nhất. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ đừng quên bấm subscribe cái kênh, để Vũ mà ra những video mới thì nó sẽ thông báo cho mọi người những sản phẩm mới và hay hơn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.